Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi ten xét mối mọt sẽ làm hư mất nét, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất. Nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có ten xét, mối mọt không còn hư nét, trộm cướp không đào ngạch lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng thì toàn thân con được sáng. Nếu mắt con xấu kém thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm thì chính sự tối tăm sẽ ra tối tăm biết chừng nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, cuộc sống con người thật mỏng manh và bấp bênh. Vì thế con người muốn tìm cho mình một cái gì chắc chắn. Người ta nghĩ đến của cải vật chất là chỗ dựa an toàn. Nhưng càng có nhiều của cải thì cuộc đời càng cảm thấy lo âu. Người ta thấy tiền bạc, danh vọng, chức quyền chỉ là những cái tạm bợ chóng qua. Cuộc sống ở trần gian không có gì vững bền, vui qua sầu tới, hợp rồi lại tan, biến chuyển rồi lại biến chuyển. Cuộc đời chóng qua như gió thổi, như mây nổi, như chiêm bão. Có một bài hát chúng ta vẫn thường nghe: cuộc sống này nhiều thay đổi, cùng bao gió sương, chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa yêu thương. Ngày giã từ xuôi tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Vì thế Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ hãy lo tích trữ những của cải trên trời. Nơi đó mối mọt không tài nào đục khoét được, cũng như nơi đấy không ai lấy mất được. Thời xưa mối mọt là một kẻ thù đáng sợ của nhiều thứ tài sản. Nhà cửa đồ đạc đều có thể làm mồi cho chúng. Hơn nữa kẻ trộm là nguy hiểm có thật đối với những căn nhà thời bấy giờ. Nó có thể đào ngạch, khoét vách làm bằng bùn để lấy đi những của cải thường được chôn giấu. Kho tàng dưới đất như vậy chẳng có bao giờ bền, chẳng bao giờ an toàn. Chúng ta nhớ đến đám cưới của hoàng tử Sạc và công nương Diana ở nước Anh năm 1981, được coi là đám cưới giàu sang của thế kỷ. Vậy mà tổ ấm đắt giá đấy đã tan vỡ sau 15 năm tình lận đận. Bị tử nạn xe và khi chôn cất, công chúa Diana không mang theo chiếc nhẫn kim cương nào, cũng chẳng mang theo của cải bỏ trong quan tài. Nơi bàn tay của bà hôm đấy, người ta đặt vào chiếc sâu chuỗi của mẹ Maria, mẹ Teresa thành Calcutta đã tặng bà mà thôi. Thì ra, trước cái chết, vua chúa hay anh ăn mày cũng đều giống nhau cả. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đề nghị chúng ta tích trữ kho tàng mà mối mọt không đục khoét được và kẻ trộm không sao lấy cắp được. Đó là thứ kho tàng, việc lành, phúc đức thiêng liêng, những việc chúng ta làm theo ý Chúa, những cử chỉ bác ái liên đới, những cảm thông và yêu thương anh chị em đồng loại,
kho tàng bất diệt này không những bền lâu mà còn bảo đảm cho chúng ta sự sống vĩnh cửu trên trời. Ngài mời chúng ta đổi mới cái nhìn. Con mắt là ngọn đèn cho thân thể, đừng nhìn đời bằng con mắt chỉ có vật chất, thèm muốn và tham lam. Nhưng hãy nhìn cuộc sống này bằng con mắt thiêng liêng, nghĩa là bằng con mắt đức tin, để thấy Chúa là kho tàng đích thực của mình. Cuộc sống này ngày chưa trọn mà đêm đã lên. Lá thay mùa, thời gian biến đổi, nhưng vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Amen.